Xeo kháng trị, xin kính mời dạ, Xin kính thưa hội nghị, để tiếp tục chương trình tôi xin trình bày cái bài Cần làm gì đối với bệnh nhân COPD kháng trị à, Cái tên thì nghe hơi lạ đúng không? Không phải là để gây chú ý mà là thực ra là Đứng trước trong thực hành lâm sàng chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trường hợp Là xài thuốc quá trời là cái gì cũng xài hết Mà bệnh nhân vẫn vẫn còn triệu chứng dẫn tới thăng phiền hoài thì đó là cái lý do mà tôi trình bày cái bài ngày hôm nay à, gồm có bốn phần thứ nhất là COPD kháng trị là gì à, tái đánh giá bệnh nhân như thế nào cũng như là sẽ tiếp cận nhóm bệnh nhân chỉ đợt cấp thường xuyên và tiếp cận nhóm bệnh nhân khó thở thường xuyên mà không có đợt cấp à, hình ảnh của một bệnh nhân mà ở giai đoạn cuối nhìn thật là mệt đúng không? À, có rất là nhiều triệu chứng à, khó thở thường xuyên và khò khè rồi lồng ngực hình thùng vân vân tất cả những cái yếu tố này à, khiến cho bệnh nhân chúng ta à, thì trong cái bài của chúng tôi tôi định nghĩa cái cái cái, cái kháng trị có nghĩa là bệnh nhân SBP mà vẫn còn nhiều triệu chứng hoặc là có điều cấp thường xuyên bất chấp đã điều trị tối ưu thì cái tỷ lệ bệnh nhân đợt cấp thường xuyên như vậy có nhiều hay không? Thì một cái thống kê trên 340.000 bệnh nhân COPD dữ liệu từ ở châu Âu thì chúng ta thấy rằng là có đến khoảng 26,8% bệnh nhân COPD có tiền sử ít nhất hai đợt cấp trung bình hoặc là nặng. Còn đối với nhóm mà khó thở đó thì cái tỷ lệ người ta khảo sát có đến 53% bệnh nhân khó thở thường xuyên và trong số đó có đến 94% bệnh nhân là đã dùng đủ hết các thuốc rồi, đã tối ưu giãn phế quản rồi mà vẫn khó thở. Như vậy thì đối với nhóm bệnh nhân này chúng ta nên tiếp cận lại. Và đây là cái sơ đồ, thực ra đây là cũng là của Gold, nhưng mà tôi không để ba cái ô mà bây giờ diễn lại thành lưu đồ, tức là bệnh nhân siêu VD. nếu mà bệnh nhân có uh, trên hai đợt cấp hoặc một đợt cấp nhập viện có thì chúng ta xếp thành nhóm E còn không có thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái MRC để chúng ta chia thành hai nhóm A và B và cái điều trị khởi đầu cho nhóm A là laba hoặc lama và điều trị khởi đầu cho nhóm B là laba cộng với lama còn nếu MCB nhóm E thì nếu mà bạch cầu ái toàn trên 300 thì chúng ta sẽ cho luôn ngay từ đầu là tam trị liệu còn nếu không thì chúng ta sẽ cho bộ đôi thôi và cái dòng dưới thì cái này là áp dụng cái của thầy thành vừa đề nghị tức là sapa hoặc là sapa khi cần trong cái phát đồ và chúng ta lưu ý là cái điều trị không thuốc tức là cai thuốc lá tránh chủng ngừa cúm tập thể dục và giáo dục sức khỏe nếu điều trị như vậy rồi mà vẫn không đáp ứng điều trị ban đầu thì chúng ta phải đánh giá lại À, hỏi à, hỏi bệnh kỹ hơn, khám lâm sàng đầy đủ và tái đánh giá xem là bệnh nhân mình chẩn đoán bệnh nhân COPD này có đúng chưa, à, xem lại kỹ thuật hít tuân thủ điều trị và đánh giá bệnh động mặt. À, và nếu mà bệnh nhân vẫn còn đợt cấp hoặc là vẫn còn khó thở thì sao? À, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi qua cái hướng là tiếp cận bệnh nhân mà COPD có nhiều đợt cấp kháng trị thì vai trò của tam trị liệu nãy giờ sáng giờ chúng ta cũng đã nghe nói rất là nhiều rồi à, trong cái bệnh nhân CPD có nhiều đợt cấp à, và nó giảm à, à, so với cái labalama thì à, giảm cái đợt cấp 52% cũng như là kéo dài cái thời gian cho đến cái đợt cấp đầu tiên so khác hẳn so với labalama và cái NTT là 3 tức là cứ điều trị 3 tâm trị liệu cho ba bệnh nhân thì giảm được một đợt cấp và cái vai trò của ICS La Palama trong cái tử vong thì chúng ta rất là rất là nhấn mạnh, tại vì xưa nay là chưa có một cái điều trị thuốc nào mà giảm được tử vong. Đó giờ những cái điều trị thuốc chỉ những cái điều trị không thuốc thì dẫn đến có thể đưa đến cái hiệu quả giảm tử vong, trong khi các thuốc thì chỉ là giảm khó thở, giảm được cấp, giảm triệu chứng chưa có thuốc nào giảm được tử vong thì đây là lần đầu tiên chúng ta chứng minh được đây là một cái phân tích hậu kiểm cho thấy rằng là cái uh, bút reform nó giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân so với la và giảm được 49% so với cái la và đây là gôn cũng đã đưa chứng minh. Uh, uh, đây là cái nhóm thuốc la đầu tiên, đây là cái nhóm thuốc la balama la balama ICS uh, hai nhóm thuốc luôn uh, đã chứng minh là giảm được tử vong. Yeah. Như vậy thì tiếp cận bệnh nhân SUBIDI nhiều đợt cấp, chúng ta đã xài labalama LAMA, ICS hợp lý chưa, à, chúng ta chọn lựa bệnh nhân chỉ cần bạch cầu ái toan mà trên 100 thì chúng ta đã có thể sử dụng đối với những bệnh nhân mà đợt cấp hoài và có yếu tố hen. À, và lưu ý cái việc sử dụng sớm, nha, sử dụng sớm ngay sau đợt cấp nhập viện cũng như là chọn lựa cái 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 dụng cụ nó thuận tiện ba à, trong một trong cùng một chế phẩm thì nó sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. À, tại sao chúng ta phải điều trị sớm Thì một cái nghiên cứu đời thực Nghiên cứu Eros à, So sánh giữa cái việc mà à, Điều trị sớm dưới 30 ngày Hoặc là trì hoãn điều trị từ 31 tới 180 ngày Hoặc là rất trì hoãn điều trị Thì chúng ta sẽ thấy là Cứ mỗi lần mà chúng ta Mỗi 30 ngày mà chúng ta điều trị sớm như vậy Thì nó, nó Thì mỗi 30 ngày mà chúng ta điều trị trễ Thì nó tăng 5% cái số đợt cấp yeah. Rồi À, như vậy là nếu mà chúng ta đã xài tâm trị liệu rồi ICS là Palama mà vẫn còn đợt cấp thì phát đồ chia hai nhánh, một bên là add-on à, macrolide và một bên là add-on rofly, Thì đối với cái nhóm macrolide á thì đã có những cái nghiên cứu phân tích gộp À, để chứng minh cho thấy rằng là cả azithromycin lẫn erythromycin đều có thể giảm được cấp nếu chúng ta sử dụng kéo dài ít nhất là 6 tháng tới 1 năm. À, tuy nhiên đối với cái nhóm mà macrolide dài hạn này á, thì khi chúng ta dùng lưu ý là thứ nhất là chúng ta phải chắc chắn bệnh nhân không có nhiễm cái con uh, mycobacterium không lao nha. Yeah. Tức là chúng ta phải đi cấy đàm trước, ha, bệnh nhân không có nhiễm NTM. Thứ hai là phải cẩn trọng ở bệnh nhân giảm thính lực, ha, đang phải dùng cái máy. À, thứ ba là bệnh nhân có vấn đề về thăng bằng và không dùng đồng thời với các cái thuốc cũng làm kéo dài khoảng QT. Yeah. À, cái nhóm thứ nhì đó là roflumilast tức là thuốc ức chế, à, phosphodiesterase 4, thì cái cơ chế của nó là giảm viêm. Nhưng mà bên cạnh cái giảm viêm đó thì nó còn có ức chế căng sinh cơ trơn phế quản cũng như là giảm cơ trơn đường dẫn khí. À, và đã có những nghiên cứu cho thấy rằng là Roflumilas giảm đợt cấp ở bệnh nhân COPD. À, đặc biệt là ở cái nhóm bệnh nhân mà có viêm phế quản mạng thì cái hiệu quả giảm đợt cấp ở nhóm bệnh nhân này tốt hơn, hiệu quả hơn. Thế thì chọn cái nào? À, Macrolide hay là roflumilas thì có một cái nghiên cứu đối đầu giữa hai cái, cái 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 thuốc này và khi mà đối đầu như vậy thì người ta thấy rằng là cái roflumilas liên quan tới tử vong cao hơn, tỷ lệ nhập viện cao hơn và tỷ lệ nhập viện liên quan SOPD cũng như là nhập viện do mọi nguyên nhân cao hơn so với nhóm macrolide azithromycin. Như vậy thì mình nên chọn cái nào à, thì nếu mà macrolide dài hạn á thì tác dụng phụ của nó là kéo dài khoảng QT và gây điếc. À, tuy nhiên nếu mà bệnh nhân có kèm giãn phế quản, bệnh nhân có nhiễm khuẩn hô hấp mạng tính à, và bệnh nhân à, và nếu mà bệnh nhân đang hút thuốc lá nè, bệnh nhân rối loạn nhịp tim nè, bệnh nhân có khoảng QT kéo dài, nhiễm NTM hoặc là thính lực kém thì chúng ta không nên sử dụng ngược lại đối với cái nhóm roflumilast thì cái tác dụng phụ rất là nhiều mà hai cái tác dụng phụ quan trọng là rối loạn tiêu hóa và sụt cân hai cái thành ra là người ta cũng rất là cân nhắc khi sử dụng cái nhóm này và cái yếu tố ủng hộ nếu chúng ta nếu ủng hộ cho cái việc sử dụng roflumilast là bệnh nhân viêm phế quản mạn thôi bệnh nhân có không dung là nạp được các cái thuốc giảm phế quản đường hít khác và FV 1 thấp để cái roflumilast này là cái thuốc đường uống 500 mg một viên một ngày. À, nếu chúng ta không nên chọn cái roflumilast nếu bệnh nhân có các cái bệnh đường tiêu hóa hoặc là đồng mắt trầm cảm, mất ngủ, vân vân. À, như vậy thì cái rô á nó tác dụng phụ nhiều quá và trên à, thế giới hiện nay, hồi nãy bác sĩ Duy cũng có trình bày qua thì hiện nay có một cái nhóm thuốc rất là mới à, và nó không có dùng uống nữa mà nó dùng đường hít. Và đây là cái phối hợp giữa cái uh, Phosphodiester-3 và uh, Phosphodiester-4, hai cái thuốc phối hợp nhau, có tác dụng đồng vận à, và đi dùng đường hít. Nhà. Và như vậy thì nó đã có những cái nghiên cứu anh hen à, để chứng minh rằng là cái vai trò của cái nhóm này à, cũng à, hiệu quả à, trên bệnh nhân COPD à, có nhiều đợt cấp. À, và up to date thì cũng có đề nghị là đối với những cái bình nhận, à, đối với minh nhân mà đang xài la Lama, ICS mà bây giờ vẫn còn đợt cấp vẫn còn khó thở nhiều thì có thể bổ sung thêm nếu cái này cũng đã được FDA công nhận rồi, nha, FDA công nhận rồi nhưng mà ở chưa chưa được phổ biến à, chúng ta có thể thêm hai cái thuốc này vô à, thành ra là thay vì tam trị liệu giờ chúng ta có thêm hai thuốc cộng vô nữa thì thành ra ngủ trị liệu. <laughs> À, bây giờ nếu mà mình đã xài Azithromycin rồi, đã hoặc là Vorfulmilast rồi mà vẫn bệnh nhân vẫn còn đợt cấp thì sao? À, thì cái này là up to date à, đề nghị là bây giờ nếu chúng ta sẽ xem xét lại nếu bệnh nhân à, à, vẫn còn đợt cấp nhưng mà vẫn tác dụng phụ không dung nạp được thì chúng ta phải xem xét cái bệnh nhân có viêm phế quản mạn hoặc là có tăng cái bạch cầu ái toan hay không. Nếu mà có thì chúng ta sẽ xem xét dopilumab đây là một cái thuốc kháng interleukin 4, kháng cây 4. ước đây thì nó sử dụng cho bệnh nhân hen. Hiện giờ thì đã có chứng minh hiệu quả ở trên bệnh nhân COPD Cái này là họ tiêm dưới da cách tuần, tức là mỗi hai tuần tiêm lần. Đây là cái các cái thuốc, các cái nghiên cứu chứng minh cái vai trò của cái nhóm mới là Dopiromab thì đây là cái nghiên cứu BOROS cũng như là nghiên cứu NOTUS, các cái nghiên cứu này đều chứng minh rằng là cái vai trò giảm đợt cấp ở trên bệnh nhân COPD và cái nghiên cứu này thì chứng tỏ là cái vai trò giảm đợt cấp trên cái đối tượng là đợt, khó đợt cấp thường xuyên thì nó cũng thấy có hiệu quả. À, bây giờ chúng ta qua cái nhóm thứ nhì đó là tiếp cận COPD mà nhiều triệu chứng hoán trị thì chúng ta làm sao? Thì đầu tiên là chúng ta phải xem xét các cái dụng cụ hít, cơ bệnh nhân hít có đúng hay không và khắc phục các lỗi. À, kế tới thì chúng ta xem xét các cái bệnh đồng mắt, các cái bệnh phổi khác như là có kèm theo hen, giảm phế quản, ung thư phổi hay không. À, cái suy tim và bệnh mạch vành cũng rất là hay gặp ở bệnh nhân psoriasis, à, béo phì. À, hai cái nhóm mà oxy máu tức là hạ oxy máu thường mạn tính cũng như là tăng cái Pa CO2 máu mạn tính hai cái này cũng cần phải phải lưu ý à, như vậy thì chúng ta có thể xài ACS labalama tam trị liệu ở bệnh nhân khó thở thường xuyên mà không có đợt cấp hay không thì cái này gai lai cũng chưa nói nhưng mà nếu mà chúng ta bí quá thì chúng ta cũng có thể cân nhắc cũng có thể cân nhắc bởi vì cũng có chứng minh phân tích gộp cho thấy rằng là nó cũng giúp giảm khó thở và nếu mà bệnh nhân uh, có cái bạch cầu ái toàn máu cao trên 300 mà chưa có đợt cấp mà có khó thở nhiều thì chúng ta cũng có thể cân nhắc để sử dụng uh, và đây là cái gai lai để uh, xử trí khó thở kháng trị ở của uh, cái uh, hội Hiệp hội lồng ngực Canada À, thì trong đó là chúng ta à, ngoài cái thuốc thì có thể các cái phục hồi chức năng hô hấp cũng như là các cái thuốc để chăm sóc giảm nhẹ. Thì đầu tiên là chúng ta phải lưu ý luôn luôn là à, phải hướng dẫn bệnh nhân cái cách mà xử trí khó thở ở nhà như thế nào cũng như là tập cái phục hồi chức năng hô hấp để cải thiện cái khó thở. À, chúng ta phải xem xét cho bệnh nhân có thực sự hạ oxy máu mạng tính hay không. Đôi khi mình không có để ý nhưng mà do khí máu động mạch là lòi ra hoặc là bệnh nhân có tăng cái CO2 máu mãn tính hay không để chúng ta cho bệnh nhân thở oxy dài hạn tại nhà cũng như là cho cái thở cái si tại nhà à, đặc biệt là lưu ý bệnh nhân hay có cái kèm cái OSA đồng mắt à, càng có cái chỉ định cái thứ nhì, cái nữa là chúng ta xem xét có thể can thiệp giảm thể tích phổi ở bệnh nhân có những cái căng phòng phổi quá mức hay không và hiện nay thì chỗ tiếng bác sĩ Thắng cũng có làm những cái can thiệp để nội soi để giảm cái thích, thể tích phổi à, còn à, kế nữa thì teofilin teofilin là một cái thuốc mà đó giờ ít có ai dám sử dụng tuy nhiên có những cái phân tích gọp từ 20 nghiên cứu cho thấy rằng là dùng nếu mà chúng ta dùng thêm cái teofilin uống ở bệnh nhân COPD khó thở dai dẳng thì cũng cải thiện được cái khó thở này tuy nhiên á người ta cũng nhấn mạnh rằng là là cái phải cái điều liệu tức là phải đo cái cái teophilin trong máu thì mình mới nên dùng và cái duy trì nồng độ trong máu là khoảng từ 5 tới 12 microgram trên ml và cái liều dùng á thì cái viên nó khoảng từ 200 đến cái viên con nhộng á nó 100 200 tới 400 mg một ngày thì chúng ta phải cân nhắc để chúng ta chọn cái liều thích hợp cho bệnh nhân. À, cuối cùng là nếu mà làm gì hết cũng còn khó thở hoài thì qua tới chăm sóc giảm nhẹ tức là dùng cái các cái nhóm thuốc phiện đây là cái gai lai sử dụng cái khó thở điều trị khó thở bằng mặt một phim là của bộ y tế à, và lưu ý cân nhắc giữa cái tác dụng giảm khó thở yếu và những cái tác dụng phụ của nó như là chóng mặt mê sản buồn ngủ táo bón vân vân ở đây cũng dùng dạng uống thôi dặn dạ, dạng uống thôi À, cuối cùng là các cái biện pháp giảm khó thở không dùng thuốc à, thì à, <laughs> kiểu gì cũng à, cũng khó thở hết thì chúng ta có thể cho bệnh nhân những cái biện pháp không dùng thuốc như là có cái phương pháp rất là thú vị đó là phân tu phay tức là lấy cái quạt đưa vô mặt à, thì à, cơ chế là nó à, nó dụng nó, nó nó tác dụng vô cái nhánh thần kinh à, 2 ba của cái nhân dây thần kinh số 5 à. và nó chứng minh là được giảm khó thở cái này là Gây lai like của ATS ạ. À. Yeah. Thì uh, như vậy là cuối cùng thì bệnh nhân suvdi kháng trị là những cái bệnh nhân còn nhiều triệu chứng chúng ta và cũng còn nhiều đợt cấp chúng ta phải tái đánh giá lại đầy đủ và chúng ta sẽ tối ưu hóa việc sử dụng tam trị liệu cũng như các cái thuốc hỗ trợ uh, cũng như đối với những cái uh, COPD mà nhiều triệu chứng thì chúng ta lưu ý những cái bệnh đồng mắt kèm theo rất là quan trọng để chúng ta có thể khắc phục đối với những cái nhóm bệnh nhân này Phần trình bày của tôi đến đây là hết Xin cảm ơn sự theo dõi Cảm ơn bài trình bày của tiến sĩ Nguyễn Tường Oanh về cái COPD kháng trị Thực chất thì dùng từ...